Hôm nay em sẽ dẫn cho mọi người đi mót cải về làm dưa nha. Em thấy chị đi mót em ham quá. Ham thì hôm nay em sẽ dẫn cho mọi người đi giăn nắng tiếp. Giăn nắng mót cải về mình làm món gỏi gà dưa cải nha. Em quải cái gọng coi có cua hay cá gì không, đặng bắt luôn. Nhưng mà không có con nào hết trơn, chỉ có cải thôi à. Mấy cây này ở trong bắp nó thúi hết trơn rồi, lái người ta bỏ lại á. Bây giờ mình ra mình lựa có cây nào còn được thì mình mót về mình làm dưa. Mấy cây nhỏ này thì bắp nó còn. Mấy cây nhỏ bắp còn thì mình nhổ nguyên cây. Bự này trong bắp nó bị hư rồi, mình chỉ tét lấy bẹ thôi à. Hên hên thì mới còn bắp lấy được giống vậy nè. Cái này là em chỉ mót một mớ thôi, chứ mót hết là nhiều dữ lắm. Chỉ là cái bắp xác ở trong nó bị hư thôi à. Cái bẹ ở ngoài nó còn ngon dữ lắm luôn. Được nhiều rồi, bây giờ tụi em về. Hai tụi em hái chưa đầy nửa tiếng thôi mà được bao nhiêu đó đó. Em vô chổng cũng có mấy cô mấy thím đi mót nữa, nhưng mà đâu có hết nổi đâu. Mẹ là em chia cho mẹ chồng em hết ít rồi đó. Mà nhà em còn lại bao nhiêu đó nữa đó. Bây giờ em bắt nồi nước sôi lên chụng để làm dưa. Chụng xong rồi em bắt nồi nước muối lên rồi đi rửa cải. Em rửa lại em quận nước cho sạch đó, rồi để gáo à. Xong thì em chất vô trong cái diệm. Chờ khi nào mà nước muối nguội thì em đổ vô. Đậy lá chuối lên gài lại rồi mình lấy cái gì nặng mình đè lên, vậy là xong. Lâu lâu chỗ em được đám mưa xứng đáng luôn. Cái này là dưa cải của em được 4 ngày rồi đó. Ham thì làm nhiều vậy thôi chứ ăn đâu có hết. Bây giờ dắt ra để đi cho nè. Em có ông bà chị chồng ở gần nhà, hỏi có khi nào thèm gà thì lên bắt. Vậy là hôm nay mình đem dưa cải lên ăn mình đổi gà luôn. Tính ra em cũng lỗ chứ bộ, đem lên mấy chục bẹ dưa cải mà đổi được có một con gà. Thì em chỉ nói chơi thôi á. Đi ngang em cũng ghé chợ mua miếng lòng về để xào dưa. Mọi người còn nhớ món lòng xào dưa này mà đúng không? Dưa cải em sắc bán to đang hồi mình xào với lòng. Còn dưa cải sắc nhuyễn á, em dắt nước ra đang hồi mình chiên với trứng. Nêm cho nó vừa ăn rồi mình đập trứng vô mình đánh lên, vậy là hồi mình chiên thôi. Còn mới dưa cải này em xé ra đang hồi trộn gỏi gà. Em cũng bầm thêm ít tỏi ớt để mình trộn gỏi. Nay em sẽ trộn gỏi với nước mắm cờ no. Em ấy giàu đạm nè. Cá thì từ cốt Phú Quốc, anh vị ngon tròn vị á, rất là hài hòa à, lại rất dễ cân chỉnh nữa. Bây giờ mình sẽ đi vớt con gà ra. Mình để gạo rang vô để nấu cháo. Sôi lên mình cho nấm vô. Rồi cháo thì em bắt cái chảo lòng lên xào. Em cũng nêm ít nước mắm cho nó thơm. Nêm nếm lại cho cái vị nó hài hòa vừa phải. Vì có thêm nước mắm á, cái vị nó thơm lừng luôn. Xong thì em cũng bắt chảo trứng lên để chiên. Mình chiên thấy em ấy vàng đều hai bên mặt là được rồi đó. Bây giờ mình bắt đầu trộn gỏi nè. Mình cho dưa cải xé hồi nãy vô rồi cho gà vô luôn. Mình cứ chan nước mắm vô rồi mình nếm từ từ. Khi nào thấy em ấy vừa là được rồi. Trộn xong thì bây giờ mình gấp ra dĩa. Bên đây em cũng múc thêm một tô cháo nữa. Bây giờ mình gót thêm chén nước mắm để mình chấm nữa, vậy là xong. Còn nếu như mọi người muốn tìm hiểu nhiều món ăn ngon với nước mắm á, thì có thể hỏi anh Huy Trần qua công nghệ AI chatbot nha. Cũng có nhiều công thức độc đáo lắm á. Thôi bây giờ em dọn cơm lên cúng. Cúng xong em mời cả nhà ăn cơm với gia đình em nha. Dưa cải mình làm nhà ăn gì ăn nó rất là ngon à. Nhưng mà chỉ tiếc là mình ăn không có được lâu thôi à. Mình để vô tủ lạnh chắc ăn tầm 10 bữa với nửa tháng à. Chứ em thấy để lâu nữa nó không có được ngon. Có dưa cải thì nhất định sẽ có món lòng xào dưa nè. Mai mốt thì sẽ có thêm một nồi thịt kho nữa. Món trứng chiên cải chua thì không thể thiếu. Mình chiên về cũng được hay là mình xào cũng được. Bữa nào mọi người thử trộn gỏi dưa cải giống vậy đi, ngon lắm. Thôi mời cả nhà ăn cơm với gia đình em nha.